vô hey các bạn, thì hôm nay mà mình sẽ dẫn các bạn đi một cái chợ truyền thống rất là nổi tiếng ở Darwin có không 02 và rất là thú vị các bạn Tại vì ở nơi đây là các bạn sẽ tìm được những cái loại rau củ quả gia vị mà thường ngày rất là phổ biến ở Việt Nam Nhưng mà ở siêu thị ở bên Úc thì các bạn không tìm ra được Nên là chỉ có duy nhất cái chợ này là các bạn có thể tìm ra được thôi nha thì hơn 90% tiểu thương bán đồ ở đây là người châu Á nha các bạn Việt Nam là chiếm phần lớn nha các bạn đó Thì cái tên chợ sẽ là Rapid Creek Thì các bạn lên Google Maps các bạn gõ cái từ Rapid Creek Market là nó sẽ ra cho các bạn trên vị trí Google nha Thì cái chợ này nó chỉ hộp chợ vào đúng hai hôm cuối tuần là thứ bảy chủ nhật thôi nha các bạn Chứ còn những ngày thường thì nó không có hộp chợ để bán các loại rau củ quả này đâu hôm nay là các bạn phải nắm lịch để mà đi chứ không các bạn đi ngày thường từ thứ hai tới thứ sáu thì ra cũng chẳng có gì để mà mua đâu nha một cái kinh nghiệm mà quý giá cho các bạn muốn đi cái chợ này đó là các bạn cố gắng và đi sớm nha các bạn các bạn đi sớm này trước 9 giờ sáng chứ không là các bạn lên là các bạn không có bãi đổ xe đâu ví dụ các bạn thấy mấy cái xe kia nó đang đi rè 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 để chờ xe khác ra mà vào đó nên là các bạn cố gắng phải gọi là đi sớm nha các bạn thấy mấy bãi đổ xe này kín luôn đó nhớ đi sớm nha các bạn và thêm một cái phần thú vị cho cái chợ này đó là gì các bạn biết không? Tức là những cái rau củ quả này này được là người dân châu Á mình, người Việt, người Trung Quốc, đồ các kiểu Malaysia Người ta trồng tại vườn nhà của người ta, sau đó người ta đem ra chợ người ta bán Tức là như kiểu gọi là hàng organic nhà trồng được các bạn, chứ không phải là người ta mua ở đâu về người ta bán cho các bạn à, Khi các bạn đi chợ này thì các bạn cố gắng là mang theo tiền mặt nha, tiền lẻ càng tốt Ví dụ như gọi là 2 đô, 5 đô, 10 đô, tức là càng lẻ càng tốt tại vì à, người châu Á mình nha chụp à, uh, tiền mặt hơn các bạn nói chung là người ta vẫn uh, cho thanh toán bằng thẻ quẹt thẻ ngân hàng nhưng mà người ta vẫn trụng là tiền mặt hơn nên là các bạn cố gắng mang tiền mặt nha thì ở đây người ta gọi là người ta bó theo kiểu việt nam một bó rồi một củ hay là một gói gì đó người ta ra sẵn rồi mình chỉ cần đó ví dụ một bắp chuối này, này thì các bạn mua xong là người ta hô ví dụ như ba đô một bắp chuối hay là ba đô một uh, trái mít gì đó thì các bạn cứ đưa tiền là lượng thôi thì trong lúc mệt mỏi quá mình thấy quán nước mía các bạn vẫn có quán nước mía nha vậy này thì người ta đổ đá rất là ít chú này cũng là người việt nam luôn là cháu rất là vui thì các bạn nếu mà các bạn à, mua nước mía thì các bạn ghé ủng hộ cháu nha đấy chỗ này này thì à, một ly ở đây là 6 đô nha các bạn thì mình uống thấy nói chung là cũng không có ngọt lắm nhưng mà nói chung cũng ok à, ít đá và nhiều nước đấy đây và sau khi uống xong thì mình ra ngoài nào mình thấy người ta cũng có một con hoài bán luôn các loại à, à, cây rau củ quả để các bạn về trồng nếu các bạn nào có vườn rau nha thì đây là không gian phía bên ngoài của chợ thì sẽ bao gồm các hàng quán ví dụ như gọi là nước sinh tố nước uống và các qua hàng quán đồ ăn đặc trưng ở đây thì có đồ ăn của thái cũng có nha các bạn có một cái gian hàng của thái sau đó là có của bình gọi là việt nam việt nam mình ở đây thì có hai quán các bạn thì hai quán này mình đều ăn cả rồi đó thì có cả đồ ăn malaysia các kiểu nữa thì ấn độ nữa các bạn nó trong kiểu gọi là mỗi nước nó có một cái gian hàng để gọi là nó quảng bá thực phẩm để truyền thống của nước người ta thì à, mình à, qua trở về với lại cái quán mà Việt Nam mà mình ăn thì mình cũng sẵn tiện mình giới thiệu các bạn luôn thì có hai quán Việt Nam nhưng mà mình bản thân mình và một số anh em mang rồi thì thấy cái quán Sài Gòn Star này thấy cũng ok thì các bạn có thể ghé ủng hộ thì mình thì không biết chị chỗ này nhưng mà mình ăn mình thấy ok thì mình à, giới thiệu các bạn thôi chứ mình cũng không phải PI dùm chai cả đó thì các bạn có thể ghé ở đây để ăn đó thì giá một tô phở này à, của mình sẽ là 17 đồng nha các bạn ăn sáng no nê e xong thì mình bắt đầu quay lại chợ để đi dạo tìm mua thêm các bạn các bạn thấy không? có bắp chuối này bí đỏ này cà pháo nha các bạn đó đặc biệt các bạn miền tây thích cà pháo hoặc là chuối này bên này có chuối luôn toàn là chuối vườn không đặc biệt là mình thấy lá gọi là lá khôi mì mình không biết để làm gì bạn nào biết thì nói mình biết với nha thì uh, chắc là video ngắn tới đây hôm nay kết thúc bye bye hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo bye